Thank you.
Chơi 10 tác phẩm âm nhạc của nhà thơ của cái đàn piano, nhạc sĩ Chopin. Đây là những tác phẩm mà mình tin rằng tất cả chúng ta đều đã nghe, rất là quen thuộc nhưng chưa chắc đã nhớ tên. Mình nghĩ khi mình chơi những tác phẩm này thì các bạn một phần nào đó cũng cảm thấy yêu âm nhạc của Chopin hơn, đúng không? Và hy vọng rằng là các bạn có thể cũng có chơi những tác phẩm âm nhạc này giống như mình. Và các bạn nếu có chơi được tác phẩm nào thì hãy comment ở bên dưới để chia sẻ với Mạnh nữa nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Mạnh Piano. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.